Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cảm biến trục kiểu của Toyota cá mập 2KD. Dòng sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Toyota tại Nhật Bản. Mã sản phẩm của nó chính là 909190050. Về chức năng và nhiệm vụ của cảm biến trục kiểu thì như anh em đã biết, cảm biến vị trí trục khỉu có nhiệm vụ đo tín hiệu tốc độ của trục khỉu. Vị trí trục khỉu gửi về cho ECU và ECU sẽ sử dụng tín hiệu đó để tính toán góc đánh lửa sớm cơ bản, thời gian phun nhiên liệu cơ bản cho động cơ. Về cấu tạo của sản phẩm thì sản phẩm sẽ bao gồm là có một cuộn dây điện từ, lối lam châm vĩnh cửu và vành răng tạo xung. Đó. Về đây chính là phần vỏ của cái cảm biến này, và đây là dây ra tín hiệu này đó, và vỏ bảo vệ dây và nam châm hút vĩnh cửu nó nằm ở trong lõi của cái này anh em nhé. Cuộn dây cảm ứng và vấu cực của nó cũng ở trong phần này luôn đấy. Đó thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái cảm biến trục khử của con Toyota 2KD. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế tại gara ô tô BMT số 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.